Xin chào các bác và có rất nhiều bác thì đang có nhắn tin và lên kênh của mình thì có hỏi là cái cây sim rừng này cái cách trồng nó có khó không thì có phải trồng bằng cái đất rừng hay không mà những cái đất mình mua ở những cái nơi bán cây cảnh đấy thì có phù hợp hay không hay là trồng như thế nào thì xin thưa mấy quý vị cô bác anh chị em rằng cây sim rừng của chúng ta ấy cây như như anh chị em gì đây rất là to và đẹp khỏe rồi thì nó là một cây sống ở trên đất đồi tuy nhiên rằng là nó có thể sống rất tốt khả năng thích nghi rất là cao cho nên là miễn là những cái loại đất có dưỡng chất đủ và chúng ta chăm sóc tưới nước đều đặn à, phù hợp với dòng cây này thì hoàn toàn là có thể thích nghi và trồng với các cái loại đất mà chúng ta đất chuyên dụng hay là đất vườn hay là đất mùn nha à, miễn là đất mặn thì chắc chắn là cây sim rừng này nó sẽ không thể sống được vì đất mặn nó chỉ phù hợp với những cái dòng cây ở nước mặn thôi còn những dòng cây ở trên rừng trên núi hay những dòng cây ăn quả thì chắc chắn là cây nước mặn thì chúng ta đều hiểu rằng không thể à, cái đất nước mặn đất mặn thì sẽ không thể sống được cho nên quý anh chị em à, lưu ý cho nên là cái cây chim rừng này thì các anh chị em có thể gọi điện vào số điện thoại 0819772997 để chúng ta đặt hàng. Và bên mình thì ship code toàn quốc cho nên các anh chị em cứ yên tâm nha. À, nếu mà ở gần thì chúng ta có thể ví dụ như Hà Nội hay những tỉnh phía Bắc thì có thể ship trong 1 đến 2 ngày. Còn những anh chị em đang ở vùng miền Trung thì có thể là 3 ngày. lưu à, ý là sẽ không tính thứ bảy chủ nhật nhé. À, bởi mà những anh chị em ở trong uh, tây nguyên hay là đồng bằng sông cửu long thì cũng từ khoảng 4 cho tới 5 ngày cho nên cái thời gian vận chuyển uh, cũng uh, rất là linh hoạt cho nên anh chị em mình có thể cứ yên tâm uh, cứ yên tâm mà uh, gọi điện một số điện thoại trong video này để đặt hàng nhé và anh chị em thấy video hay về chất lượng thì hãy cho mình một like một đăng ký để ủng hộ uh, uh, kênh mình sẽ ra những video nhiều hơn hay hơn còn đây là một cái cây mình sẽ quay từ trên cao xuống cây này nó cao khoảng à, khoảng 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 70 cm đấy anh chị em mình có thể nhìn thấy này đấy, mầm ra rất là nhiều Tuy ngoài Bắc là đang là khô hay nhá nhưng mà mầm ra rất nhiều và tán rất là đẹp đấy rất là cao luôn cây này là mình đang để ra đây để chốc nữa ship cho khách cho anh chị em mình cứ yên tâm là yên tâm là gọi điện một số điện ở trong video này đây đây là những cái cây mà mình đang để ra để chốc uh, ship cho khách nhé đây mình đang lấy là ship cho khách cho nên với mong muốn và yêu cầu của khách về cái cây, về chiều ráng, quy cách như thế nào thì Liên Bình hoàn toàn là đáp ứng được nha các anh chị em mình có thể là xem cây trước khi rồi trước, gọi là xem cây trước mình mình sẽ đóng hàng và gửi đi cho các anh chị em xin chân thành cảm ơn